Đúng tháng 2 âm lịch, vận may bám gót tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, lộc ơn trên liên tiếp rơi vào người, tiền tỷ ao ao chảy vào túi, cả thiên hạ đỏ mắt ghen tị. Lộc Phát Tử Vi xin kính chào quý vị khán thính giả đang có mặt trong chuyên mục Lá số tử vi con giáp tháng ngày hôm nay. Thưa quý cô bác thân mến, nhân sinh trong kiếp con người thật ngắn ngủi, mới có đi được vài bước thôi mà nhìn lại đã quá nửa đời người. Cuộc sống thì cứ luôn không ngừng thay đổi và biến động lên xuống thất thường, khiến cho con người ta phải loay hoay, xoay mình để oằn mình sống theo cách gọi là thời thế, thế thời. Ai ai cũng mong muốn được bình yên, hạnh phúc bên gia đình, người thân thương. Ai ai cũng muốn được sống một cuộc sống trọn vẹn, viên mãn và không cực khổ. Chính vì vậy mà việc biết trước được vận trình của mình trong tương lai sẽ ra sao là điều mong mỏi lớn nhất của tất cả mọi người, phải không ạ? Dựa theo cung chiếu mệnh và lá số tử vi của 12 con giáp mà luận đoán ra được lá số tử vi mới nhất của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, đúng tháng 2 âm lịch này. Thật bất ngờ khi đây là khoảng thời gian có thể nói là thu về chính quả dành cho bản mệnh. Làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, tiền bạc cứ ào ào như thác đổ. Không những tài lộc đong đầy, gia đình trong tháng này cũng liên tiếp đón về tin vui lớn. Và đúng tháng 2 âm lịch này, vận trình của cô bác tuổi Mậu Thân sẽ diễn ra như thế nào? Niềm vui có gì đang chờ đón cô bác? Hãy cùng với Lộc Phát Tử Vi lắng nghe về lá số luận giải ngay sau đây cô bác nhé! Trước khi đi vào phần luận giải tử vi chi tiết, ta hãy cùng tâm sự đôi điều về cuộc đời của những người sinh năm 1968, tuổi Mậu Thân quý vị nhé. Nếu nói xuất thân khó khăn, vất vả tạo động lực khiến cho con người ta càng thêm khao khát thành công, kiên trì theo đuổi ước mơ, thì tuổi Mậu Thân chính là một trong những đại diện tiêu biểu. Tính cách bậc con giáp này là thế, càng khó khăn gian nan thì lại càng thêm kiên cường bất khuất, chẳng dễ gì mà chịu khuất phục. Hoàn cảnh khó khăn, sinh ra gặp nhiều điều không như ý, nhưng điều đó chẳng thể khiến cho con giáp này cúi đầu chấp nhận số phận. Ngược lại, họ chọn cách phải đi ngược lại với số phận, không ngừng nỗ lực phấn đấu để đạt được ước mơ của mình. Nhờ có sự kiên cường cùng với mục tiêu, phương hướng rõ ràng mà tuổi Mậu Thân có thể từng bước vượt qua khó khăn bằng chính đôi chân của mình, chứ chẳng hề phải dựa dẫm vào bất cứ ai. Quá trình đó gian nan không dề tà xiết, như những chú cá chép lượn ngược dòng để vượt vũ môn, song không vì thế mà con giáp này bỏ cuộc. Tuổi Mậu Thân sẽ cắn răng chịu đựng, lạc quan tiến tới tương lai. Có đầu óc thông tuệ hơn người, lại có duyên giao tiếp, gây dựng được nhiều mối quan hệ tốt, nên cho dù mệnh cách có xấu đến đâu đi chăng nữa, thì con giáp này vẫn có cách cải vận cho mình. Mục tiêu đã đề ra là phải được hoàn thành, con giáp này tự hứa với lòng mình như vậy. Không thành công thì không dừng lại. Quả không hổ danh là con giáp vượt khó thành công, tay trắng gây dựng cơ đồ. Khi còn trẻ, tuổi Mậu Thân thích đi theo con đường của riêng mình, ai khuyên bảo như thế nào cũng không thích nghe. May mắn là vào nửa cuối đời thì sự nghiệp của họ tương đối ổn định, không có nhiều biến động. Với tuổi Mậu Thân, cho dù hoàn cảnh có nguy cấp như thế nào, họ cũng sẽ lựa chọn yên lặng để quan sát thế cục, chờ đợi một cơ hội thích hợp để chuyển mình. Một khi phát hiện thời cơ chuyển bại thành thắng tới, họ sẽ quyết đoán nắm giữ, không hề chần chừ hay do dự. Hơn nữa, họ sống tình cảm và luôn dĩ hòa vi quý với tất cả mọi người. Con giáp này cũng thích làm người khác cười nói, biết cách xây dựng bầu không khí vui vẻ ở mỗi nơi có sự xuất hiện của mình. Vì vậy, trong cách giao tiếp đời thường, tuổi này rất được lòng người khác, bạn bè rất nhiều, giao thiệp rộng rãi, tự nhiên quý nhân vận của họ cũng vượng hơn. Thậm chí mỗi lần Mậu Thân gặp khó khăn, chưa cần con giáp này mở lời nhờ vả, tự nhiên sẽ có quý nhân chủ động giúp đỡ. Mỗi lần gặp chuyện dữ đều có thể hóa lành. Cuộc đời cũng sẽ có những thời điểm mà Mậu Thân phải chịu thách thức từ vận mệnh, áp lực ập tới khiến cho họ mệt mỏi. Nhưng với ý chí độc lập tự cường, họ sẽ tìm ra cách để giải quyết êm đẹp.
Không chỉ thế, thông qua các thử thách ấy, người cầm tinh con khỉ còn rèn luyện được năng lực, tích thêm kinh nghiệm, từ đó nâng cao hiệu quả công việc. Chính nghị lực mạnh mẽ sẽ giúp cho con giáp này san bằng mọi chông gai, có thể đón đầu cơ hội tại nơi làm việc và có tiềm năng đổi vận nhanh chóng. Và sau đây là tổng quan vận trình tháng 2 âm lịch của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 trong năm Giáp Thìn 2024. Tử vi tháng 2 tuổi Mậu Thân âm lịch chỉ ra rằng đây là thời gian khá hiệu quả và năng suất của con giáp tuổi Mậu Thân khi bản mệnh bận rộn với công việc. Hết dự án này kết thúc thì xuất hiện thêm những dự án khác. Bản mệnh là người có năng lực nên không có việc gì có thể làm khó được bạn quá lâu. Cuối cùng bạn cũng tìm ra được giải pháp cho vấn đề của mình bằng sự quyết đoán và dứt khoát. Tháng này đế vượng nhập mệnh khiến cho bản mệnh có xu hướng kiêu ngạo, thích tranh giành, hiếu thắng hơn. Mặt tích cực của nó là bạn không sợ gian nan trước mặt, làm gì cũng quyết tâm hết mình. Ngược lại, mỗi điều tiêu cực là khiến cho không ít người khó chịu và tỏ ra chống đối với bạn. Mỗi khi bạn đề xuất gì, sẽ bị họ tìm cách để phủ định, xét đoán hoặc thậm chí là chỉ trích. Tháng mới xuất hiện sẽ nhắc nhở bản mệnh cần cẩn trọng hơn với lời ăn tiếng nói vì thái độ có phần kiêu ngạo khiến cho người khác tức giận và gây ra xung đột với bạn. Ảnh hưởng của kiếp tài không hề nhỏ trong tháng này, đòi hỏi bản mệnh phải cẩn trọng hơn trong cách thức làm việc, cho dù đó là những thứ bạn đã quá quen thuộc cũng không được chủ quan. Chi tiết 4 phương diện cuộc sống của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 cụ thể như sau. Về sự nghiệp, tháng 2 âm lịch mang tới nhiều tin tức tốt đẹp cho con giáp tuổi Mậu Thân. Bản mệnh đứng sự may mắn về cả sự nghiệp và các nguồn lực hỗ trợ. Tuổi này nhớ sắp xếp mọi thứ có khoa học hơn để biết nên tập trung vào đâu. Các kế hoạch lâu dài đóng vai trò quan trọng trong tháng này. Bản mệnh nên hoạch định lại lối sống mà mình mong muốn. Điều khiến cho mình hài lòng và không hài lòng là trong những nhiệm vụ đã qua. Nhờ thế mà bản mệnh thoát ra khỏi những kỳ vọng quá lý tưởng và không bị thất vọng khi cuộc sống chẳng như ý. Bản mệnh có thể giải quyết những vấn đề liên quan tới công việc, lấy lại quyền kiểm soát trật tự ban đầu mà mình mong đợi. Tuy nhiên, tuổi Mậu Thân cũng đừng quá chủ quan khi thấy mọi việc đang diễn ra êm đềm. Lúc này, vẫn có âm gian xuất hiện, cảnh báo có người âm thầm âm mưu hãm hại bản mệnh bằng trò lừa bịp của mình. Sau đó, bản mệnh phải đủ bản lĩnh để tránh xa những cám dỗ mà họ đã vẽ ra để hòng lừa được bản mệnh. Nguyệt định lâm quan cho thấy tháng này, bạn phải tự lực cánh sinh, không nhờ đứng sự giúp đỡ của ai. Thực ra, chỉ cần có ai đó hiểu và an ủi bạn là quá đủ rồi, vì không phải ai cũng có thể ngay lập tức hỗ trợ bạn khi cần. Tỷ kiên xuất hiện lúc này dự báo mọi người, không phải ai cũng ủng hộ những gì bạn đang thực hiện. Dù công việc này nghe có vẻ hơi mơ hồ, bạn ít nhất vẫn cảm thấy rất thích thú. Nếu có thể, bạn hãy chia sẻ tầm nhìn của mình với người mà bạn có thể tin tưởng, người hoàn toàn không có liên đới gì với sự việc đang diễn ra trước mắt bạn. Về tài lộc, theo tử vi tháng 2 của 12 con giáp âm lịch, thuận đà công việc hanh thông, đường tài lộc của tuổi Mậu Thân cũng có khá nhiều điểm sáng trong tháng này. Có tâm hội cục lại thêm nguyệt lệnh lâm quan chống lưng, tài chính gần như không còn là nỗi lo với con giáp này nữa. Dù là người làm công việc cố định hay kinh doanh thì đều có nguồn thu rủng rỉnh. Với người làm công ngăn lương, tháng này lương và thưởng đều có xu hướng tăng. Bản mệnh làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, nỗ lực bỏ ra thu được thành quả xứng đáng. Nếu có mong muốn tăng lương trong tháng, bản mệnh có thể mạnh dạn đề xuất, kèm theo một danh sách những con số lý lẽ thuyết phục, tỷ lệ thành công rất cao. Người buôn bán cũng sẽ hứa hẹn gặt hái thành công ở các lĩnh vực kinh doanh hay đầu tư. Các hợp đồng được ký kết, tiến hành giao dịch lớn nhỏ đều diễn ra suôn sẻ. Con giáp này luôn ý thức việc gia tăng thu nhập bằng nhiều nguồn khác nhau. Chăm chỉ, không nề hà bất kỳ điều gì, nên nguồn thu của bạn cũng khá đa dạng, lớn nhỏ đều có cả. Thu nhập tăng tiến nhưng đổi lại, bản mệnh sẽ phải khá vất vả, chạy đôn chạy đáo nhiều nơi để lo việc làm ăn do dịch mã độc tinh nhập mệnh.
Có nhiều vấn đề bản mệnh cần đích thân đứng ra xử lý, dù phải đi xa nhưng nếu là cần thiết thì cũng chớ nên giao phó cho ai khác, kẻo đối phương làm qua loa hời hợt, vừa tốn công sức lại vừa dễ hỏng việc. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng nên có cách quản lý tiền bạc rõ ràng để giúp hạn chế việc chi tiêu tùy hứng. Con giáp này vốn chi tiêu hào phóng nên thường không tích lũy được nhiều, vì vậy cần phải học cách tiết kiệm. Bản mệnh sẽ thấy mình luôn chủ động được về tiền bạc mà không bị nó điều khiển. Về tình cảm, xa đạo. Công việc bận rộn cũng thường mải mê với những mối làm ăn để cải thiện thu nhập, nhưng không vì thế mà tuổi Mậu Thân bỏ bê, giao nhãn cho các mối quan hệ tình cảm của mình nhờ việc biết cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Đấng Tam Hội cùng che chở, đây là tháng hài lòng với tuổi Mậu Thân khi bản mệnh dành nhiều thời gian hơn để quan tâm tới gia đình và bạn bè. Nhờ vậy mà bản mệnh cũng sẽ được đánh giá cao và nhận được sự khuyến khích và hỗ trợ chung từ họ đấy. Vợ chồng đồng lòng đồng sức, luôn chia sẻ và thông cảm cho đối phương nên không khí gia đình đầm ấm, con cái được nuôi dạy trong môi trường tốt. Người độc thân lại càng có nhiều may mắn. Tháng này vận đào hoa khá vượng, đây là cơ hội tốt cho những ai trải qua mối tình kết không mấy tốt đẹp có thể một lần nữa đón không khí lãng mạn. Hãy mở rộng trái tim để đón nhận điều mới mẻ, cuộc sống mới thực sự có ý nghĩa. Về sức khỏe. Sức khỏe của tuổi Mậu Thân trong tháng mới duy trì ở mức ổn định. Công việc bận rộn, mải mê phấn đấu phát triển sự nghiệp và làm giàu. Đa phần tuổi Mậu Thân ít có thời gian để chăm sóc sức khỏe. Do vậy, bản mệnh càng cần chú ý tới vấn đề dưỡng sinh cho cơ thể là hơn. Ngũ hành tương sinh là cơ hội tốt để bản mệnh cải thiện sức khỏe nhanh chóng. Nếu có mục tiêu nào về cân nặng hay cải thiện vấn đề tinh thần thì nên sớm thiết lập và hành động ngay nhé. Tập thể dục cũng là một cách thư giãn hiệu quả cho con giáp tuổi Mậu Thân thời gian này, vì bản mệnh sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi được vận động. Một bài thể dục nhẹ nhàng trước khi đi ngủ là điều lý tưởng nhất để kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi của bạn đấy. Nếu có thể duy trì thói quen này lâu dài, bạn sẽ có đủ sự sung túc và tinh thần tỉnh táo để theo đuổi mục tiêu của mình. Với những ai phải xuất hành đi công tác xa, cần hết sức thận trọng, nơi đất khách quê người phải tự bảo vệ an toàn cho bản thân, chớ nên cả tin mà bị lừa lọc, gây nguy hiểm cho mình. Sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần và cẩm năng vượng vận dành riêng cho tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, đúng tháng 2 âm lịch. Tuần 1, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 âm lịch. Tuần mới, tuổi Mậu Thân được thiên đức các tình hậu thuẫn nên vận trình công việc hanh thông. Các kế hoạch nhiệm vụ diễn ra suôn sẻ, bản mệnh cũng nhận được một khoản thưởng nóng khá nhờ vào sự thông minh và khéo léo trong công việc. Những dự án đang dang dở cũng được bản mệnh hoàn thành hết trong tuần. Tuy nhiên, trong môi trường tập thể, bạn nên giảm bớt sự gai góc của mình lại. Con giáp này nên thể hiện quan điểm của mình nhưng chớ nên quá gay gắt. Bản mệnh có thể gặp rắc rối khi khăng khăng làm mọi chuyện theo ý của mình mà không quan tâm đến những người xung quanh. Sự lắng nghe lúc này là rất quan trọng. Dưới sự che chở của thần may mắn, công việc ở thời điểm hiện tại đang có rất nhiều tín hiệu tích cực. Các kế hoạch đang được thực hiện đều mang lại kết quả tốt, do vậy mà bản mệnh lên kế hoạch cho các dự định tiếp theo. Bản mệnh cũng được cấp trên tín nhiệm, đồng nghiệp tin tưởng. Người làm công ăn lương cũng có thể được tăng lương, tăng thưởng, xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Tài lộc trong tuần cũng khá vượng. Cả nguồn thu chính và nguồn thu phụ đều tăng. Một số dự án ban đầu khi mà bản mệnh đầu tư đã bắt đầu thu hồi kết quả sau một thời gian chờ đợi trong sốt ruột. Nhìn chung, tuổi Mậu Thân đã gặt hái được không ít thành tựu, nên vấn đề về tiền bạc không cần phải lo ngại. Cẩm năng vượng vận: quý nhân Tỵ Hợi, tiểu nhân Ngọ Thìn. Màu sắc may mắn nâu trắng. Con số may mắn 89, 45, 21. Tuần 2, từ ngày mùng 8 đến ngày 15 âm lịch. Sao tử vi sẽ giúp ổn định cho vận trình tuần mới của tuổi Mậu Thân. Mọi việc ở thời điểm này vẫn đang khá ổn thỏa, không có dấu hiệu gì đáng lo ngại. Bạn vẫn đang làm rất tốt trách nhiệm của mình, ghi dấu ấn riêng trong tập thể. Con giáp này cũng rất nhiệt tình giúp đỡ mọi người, tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp. Tuy nhiên, có vẻ như khi mọi chuyện đang diễn ra ổn định,
thì bạn lại có xu hướng chủ quan. Con giáp này cần tập trung để tránh xảy ra những sai sót. Chúng rất mất thời gian để sửa chữa, cho dù không ảnh hưởng tới kết quả cuối cùng. Thậm chí bản mệnh còn có thể đánh mất những thành quả mà mình đã vất vả gây dựng. Tuổi Mậu Thân cũng có thể kiếm được nhiều tiền trong tuần này, từ cả hai nguồn thu phụ và chính. Dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh cũng đều có thu nhập khá tốt, không lo túng thiếu. Dù vậy, bản mệnh cũng nên quản lý chi tiêu hợp lý. Đừng vội mua sắm bừa bãi khiến cho tiền bạc hao tổn nhanh chóng. Tin vui về tiền bạc cũng sẽ tìm đến với tuổi Mậu Thân. Những quyết định đầu tư sáng suốt và quan trọng hơn là đúng thời điểm đã giúp cho bản mệnh thu về khoản hời ngoài sức tưởng tượng. Người làm công ăn lương tuy không được dư giả như người kinh doanh, nhưng cũng không khó khăn trong việc chi tiêu. Vận may trải dài trong dịp cuối tuần này đảm bảo cho con giáp tuổi này không cần phải chạy vạy ngược xuôi mà vẫn có đủ tiền bạc để chi tiêu. Với sự nỗ lực của mình, con giáp này đón những bước nhảy vọt trong các kế hoạch đang theo đuổi. Không thể không kể đến hai yếu tố quan trọng làm nên sự thành công của bản mệnh là sự thông minh và dám nghĩ, dám làm. Chính vì thế, con giáp này đừng quên gửi lời cảm ơn tới những người đã hết lòng giúp đỡ mình trong giai đoạn khó khăn. Cẩm năng vượng vận, quý nhân Tuất Mùi, đều nhân Thìn Mão, màu sắc may mắn tím, trắng, con số may mắn 220914. Tuần 3, từ ngày 16 đến ngày 22 âm lịch. Tỷ Kiên nhắc nhở tuổi Mậu Thân tốt nhất nên tránh cãi vã, tranh cãi với đồng nghiệp của mình và đặc biệt là với cấp trên trong tuần này. Dù bản mệnh có những ý tưởng và quan điểm riêng muốn thể hiện, nhưng cũng nên chú ý tới hoàn cảnh và thời điểm. Sự kích động nhất thời khiến cho con giáp này dễ làm mất lòng người khác, gây ảnh hưởng đến con đường thăng tiến của bản mệnh trong tương lai. Cho dù nhìn theo hướng tích cực, sự hiếu thắng có thể khiến cho con giáp này không ngừng cố gắng, vươn lên, thậm chí đạt được kết quả vượt xa người thường. Tuy nhiên, vấn đề nào cũng có hai mặt, bản mệnh cũng không nên coi thường mặt tiêu cực của tính hiếu thắng, bởi như thế sẽ dễ tạo thêm nhiều kẻ thù cho mình, phá hủy các mối quan hệ vốn tốt đẹp. Tài chính cũng đang đứng trước nhiều nguy cơ do tiêu hao cản trở. Các khoản chi vô tội vạ, mua sắm theo ý thích sẽ làm cho bạn rỗng túi nhanh chóng. Bản mệnh cần tập trung vào công việc, ổn định thu nhập bằng cách tìm tới sự hướng dẫn và giúp đỡ của những người đi trước giàu kinh nghiệm, học hỏi thêm nhiều điều quý giá hơn. Về phương diện tài chính thì lên xuống khá thất thường. Ngay từ đầu tuần, hung tinh kiếp tài xuất hiện có thể là dấu hiệu phá tài, cho nên bản mệnh cần chi tiêu thận trọng, chớ vung tay quá chán. Cuối tuần, bản mệnh sẽ có cơ hội kiếm tiền, nhưng phải nhanh nhẹn nắm bắt mới có thể thu được khoản tiền này để giải quyết các vấn đề đang tồn đọng. Sai lầm là thứ ai cũng sẽ phải trải qua. Quan trọng là bản mệnh biết cách thay đổi, rút ra được kinh nghiệm, từ đó hoàn thiện bản thân hơn. Còn nếu cứ để những vấp ngã ghi bước chân của mình, bạn sẽ mãi dậm chân tại chỗ, thua kém và thụt lùi hơn rất nhiều so với những người khác. Cẩm năng vượng vận, quý nhân Sửu Mùi, tiểu nhân Dậu Tỵ, màu sắc may mắn hồng vàng, con số may mắn 560931. Tuần 4, từ ngày 23 đến ngày 29 âm lịch. Đường sao thầy âm che chở, tuần này được dự báo là một tuần vượng duyên với tuổi Mậu Thân. Công việc của bản mệnh cũng đang diễn ra rất thuận lợi nhờ chính quạt hậu thuẫn. Bản mệnh sẽ có được sự dứt khoát, quyết đoán để đưa ra những lựa chọn sáng suốt, đúng đắn và kết quả mang lại là minh chứng rõ ràng. Những khó khăn trước mắt rồi cũng sẽ qua đi. Vì vậy mà bản mệnh không cần phải lo lắng quá nhiều. Thời điểm này ghi nhận công việc của tuổi Mậu Thân có nhiều điểm sáng. Tương lai mở ra với vô vàn những cơ hội mới, thành tựu mới càng tiếp thêm động lực phấn đấu ở người tuổi này. Khởi đầu êm xuôi nhưng bản mệnh cũng chớ nên chủ quan và lơ là. Các thần xuất hiện trong cuối tuần còn che chở cho đường tài lộc của tuổi Mậu Thân, nguồn thu nhập của bạn tăng lên đáng kể. Nếu đang theo nghiệp kinh doanh thì chuyện làm ăn của bạn đã đi vào guồng quay, có lợi nhuận thu về, đủ để trang trải cuộc sống. Có thể nói rằng các tinh vây quanh, tuổi Mậu Thân muốn công danh có công danh, muốn tài lộc có tài lộc. Điều quan trọng là bản mệnh phải có mong muốn, có quyết tâm và nỗ lực đến cùng. Với sự nỗ lực của mình,
Con giáp này sẽ đón những bước nhảy vọt trong kế hoạch đang theo đuổi. Không thể không kể đến hai yếu tố quan trọng làm nên sự thành công của bản mệnh là sự thông minh và dám nghĩ, dám làm. Cẩm năng vượng vận, quý nhân Mão Dần, tiểu nhân Sửu Ngọ, màu sắc may mắn cam, hồng, con số may mắn 67, 32, 19. Ở phần cuối của chương trình sẽ là chuyên mục cảm ngộ nhân sinh. Xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe nhé. Thưa quý vị, mọi sự tốt xấu trên đời đều có nguyên do của nó. Chúng ta làm gì trời biết, đất biết, đừng tưởng bạn tung hoành như thế nào cũng được. Có một câu nói đơn giản, nhưng nó nói lên sự thật của thiên hạ. Vạn vật trên đời đều không thể thoát khỏi nhân quả. Có những điều bạn không thể tránh, có những điều bạn không cần phải che giấu. Con người ta sẽ bị quả báo vào một ngày nào đó sau khi ăn thua của người khác. Những gì con người ta đã đánh mất sẽ luôn được ông trời trả lại theo cách này hay cách khác. Tất cả những điều này xuất phát từ nhân mà bạn đã gieo trồng. Vì vậy cứ thuận theo dòng chảy của cuộc sống, đừng lo lắng. Bạn phải tin rằng những gì người khác nợ bạn, một ngày nào đó ông trời sẽ trả lại cho bạn, đừng sốt ruột. Bảy nổi ba chì mới là nhân sinh, quanh co vòng vèo mới là cuộc sống. Vì vậy lúc nghèo túng đừng nản lòng, lúc giàu có chớ khoe khoang. Thành công là kết quả của sự cố gắng nỗ lực không ngừng, thất bại là dấu hiệu của nỗ lực không đủ. Hết thảy đều là chu kỳ nhân quả. Con người trong cuộc sống khi làm việc thiện không mong hồi báo, bạn có tấm lòng thiện lương, ông trời tất sẽ bảo hộ bạn. Trong lời Phật dạy có câu, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Dù là hành động thiện lương và ý nghĩ tốt hay ý nghĩ ác và làm việc ác, vòng nhân quả sớm sẽ đến thôi. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Làm điều thiện thì trời ban phước, làm điều ác thì gặp tai ương. Đó là câu phường ngôn có tính nhân quả của người xưa mà chẳng mấy ai trong chúng ta không biết. Tại sao? Tại vì đó là quy luật cuộc sống. Từ bà bán rau ngoài chợ hay ông đạp xích lô bên đường, người có học hay người ít học, thi thoảng nhìn cảnh đời éo le, người ta vẫn buột miệng, ác giả, ác báo. Theo lời Phật dạy về nợ nần, nói nhân, quả thì có vẻ sâu xa. Khi thực để dễ hiểu, cuộc đời thường hiện ra luật phản xạ. Chẳng hạn nếu ta đấm một quả vào tường, tường sẽ dội lại một lực chừng ấy làm đau ta. Đứng trước bức tường, nếu ta cất tiếng hát du dương, thì bức tường sẽ vọng lại lời hát đó. Còn nếu ta cất lời chửi rủa, tục tĩu, cáu gắt, thì bức tường cũng sẽ phản xạ lại những âm thanh xấu xí, quái dị đó. Có câu chuyện một học giả vào thời nhà Minh đã cứu một người phụ nữ vô tình bị rơi xuống sông khi đi dạo bên ngoài. Anh ta vội vào cứu và đưa người phụ nữ về nhà và nhờ vợ giúp người phụ nữ thay quần áo và giày đã ướt sũng. Sau đó nghỉ ngơi trong nhà riêng của hai vợ chồng học giả một đêm. Hôm sau người phụ nữ vội vã trở về nhà vì sợ vợ chồng và mẹ chồng hiểu lầm. Cặp vợ chồng học giả lo lắng rằng người phụ nữ đi về sẽ không thể giải thích được, nên họ bàn với nhau lặng lẽ đi theo người phụ nữ để phòng tránh bất đắc sẽ xảy ra. Nếu cô ấy có bị khiển trách thì cặp vợ chồng này cũng đỡ lời cho được. Điều gì đến cũng sẽ đến. Khi vừa về đến nhà, người phụ nữ đang nghe mẹ chồng mắng thẳng vào mặt, thậm chí còn bắt con trai phải ly hôn với mình chỉ vì ngủ qua đêm ở nhà người lạ, chứ không thèm hỏi thăm hay nghe giải thích. Vợ chồng nhà học giả thấy vậy, vội vàng giúp đỡ người phụ nữ giải thích, chứng minh hết lần này đến lần khác. Cuối cùng mẹ chồng và chồng của người phụ nữ đó cũng yên tâm. Sau này người phụ nữ thường kể về câu chuyện này cùng món nợ ân huệ với cặp vợ chồng học giả cho con trai của mình, và bảo con trai mình hãy đền đáp lòng tốt của người ta nếu có cơ hội trong tương lai. Trong nháy mắt, hơn 20 năm đã trôi qua. Cặp vợ chồng kia cũng đã già và quên dần câu chuyện này. Nhưng trong một lần, anh chàng học giả bị vu oan là ăn cắp tiền và bị kẻ xấu đâm đơn kiện lên chính quyền. Học giả biết rằng mình bị hại và không làm sai nên không chịu nhận lỗi, cũng không chịu phản bác nên rồi bị ăn hiếp. Lúc này quan huyện, con trai của người phụ nữ cứu năm xưa, nhìn học giả rất quen mắt, bèn hỏi riêng thì mới biết, học giả thật ra chính là cứu tinh của mẹ mình nhiều năm trước.
Vì vậy, vụ oán oan gia trộm tiền được giải quyết thành công. Kẻ trộm không ngờ rằng người học giả nghèo lại biết quan huyện. Chàng thư sinh năm ấy cứu người không bao giờ tưởng tượng được rằng những hành động tử tế của mình làm ở 20 năm trước sẽ được đền đáp vào 20 năm sau. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, không phải không báo, chỉ là chưa đến lúc. Thiện ác của mỗi người đều là nhân quả khó tránh. Có khi nghiệp chướng đến với kẻ xấu có thể không xuất hiện ngay, nhưng lòng tốt là sự đầu tư không bao giờ mất tiền. Đừng vội vàng tham hưởng hồng phúc, chỉ cần bạn luôn tin rằng người sống tốt sẽ có phần thưởng xứng đáng. Chỉ cần bạn sẵn lòng chờ đợi, thì phần thưởng tốt đến với bạn sẽ không bao giờ vắng mặt. Có một câu nói rằng, phần quà cho những hành động tốt không nằm ở sự khen ngợi của người khác, mà nằm ở sự thanh thản của chính mình. Làm việc thiện thì tâm sẽ thoải mái, xin hãy luôn tin tưởng vào nhân quả. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình ngày hôm nay. Lộc Phan Tử Vi xin kính chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, bình an và thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình lần sau.